Phó Tổng thống Kamala Harris đã có chuyến đi đầu tiên đến biên giới Hoa Kỳ, Mexico với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ vào cuối tháng 9. Bà đã đi dọc một đoạn của bức tường được xây dựng ở Douglas, Arizona dưới thời Tổng thống Barack Obama. Sau đó, tại một cuộc meeting vận động tranh cử ở Douglas, bà Harris nói đất nước phải kiểm soát biên giới, nhưng bà cũng muốn có một giải pháp tốt hơn để chào đón những di dân hợp pháp. Cho nên chúng ta phải cải cách hệ thống nhập cư của mình để đảm bảo rằng chúng hoạt động theo cách có trật tự, nhân đạo và làm cho đất nước chúng ta hùng mạnh hơn. Một số người dân Arizona cho biết nhập cư là lý do họ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Donald Trump, người đã hứa sẽ cưng rắn hơn với vấn đề di dân bất hợp pháp. Tôi không có vấn đề gì với việc nhập cư hợp pháp, không hề. Nhưng Jane DeGrazia nói rằng những người vượt biên trái phép không có chỗ ở Mỹ. Điều đó rất bất công với đất nước chúng ta, thật nguy hiểm. Có hơn 4,1 triệu cử tri để đăng ký tại Arizona, khoảng 35% đăng ký là đảng viên Cộng hòa, trong khi chỉ hơn 29% đăng ký là đảng viên Dân chủ. Khoảng 34% cử tri thuộc nhóm khác, bao gồm những cử tri độc lập và những người không liên hệ với các chính đảng lớn. So... Vì vậy, tỷ lệ cử tri độc lập trong tổng số cử tri ở Arizona thực sự đang tăng lên. Campbell là chủ tịch của Ủy ban bầu cử trong sạch ở Tucson, Arizona, và ông đã đăng ký là cử tri độc lập. Ông nói rằng nhập cư không phải là vấn đề hàng đầu của mọi người. Những người theo đảng Cộng Hòa có nhiều khả năng nói rằng vấn đề chính là nhập cư. Những người theo đảng Dân Chủ có nhiều khả năng nói rằng vấn đề chính là phá thai. Những người độc lập có nhiều khả năng nói là phá thai, nhưng không quá áp đảo. Arizona là bang chứng trơn duy nhất giáp biên giới với Mexico và là tiểu bang xử lý số lượng người di cư kỷ lục vào năm 2023. Vào ngày Harris đến thăm biên giới, Trump vốn đang vận động tranh cử ở Michigan, một lần nữa hứa sẽ đóng cửa biên giới. Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều đó. Nhưng cử tri trẻ này nói rằng anh muốn thấy hệ thống nhập cư không khiến các gia đình lị tán quá lâu. Thật đau lòng khi chứng kiến những gia đình bị chia cắt. Daniel Gutierrez cho biết cha anh là người ủng hộ Trump, trong khi mẹ anh nói rằng bà sẽ bỏ phiếu cho Harris. Cho nên tôi nghe từ cả hai phía. Và đối với cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Gutierrez đã quyết định bỏ phiếu cho. Tôi đã quyết định bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Trong khi một số người dân Arizona đã biết họ sẽ bỏ phiếu cho ai vào tháng 11, những người khác chỉ tập trung vào việc đơn giản chỉ là vận động đông đảo cử tri đi bỏ phiếu. Joseph Garcia là giám đốc điều hành của nhóm vận động bỏ phiếu Cicervoda. Dù vấn đề quan tâm của cử tri là gì đi nữa, chúng tôi muốn họ trở thành những cử tri có hiểu biết. Và những cử tri này có thể quyết định ai sẽ giành chiến thắng cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 5 tháng 11.